Sơ đồ ô tô xin kính chào quý vị và các bạn. Em Sơ đồ ô tô chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác quý vị những mẫu xe từ vài chục triệu đổ lên thôi. Đấy các bác nhá, vài chục triệu đổ lên chúng ta đã có một mẫu xe đi rồi. Em Sơ đồ đang bán xe tại thành phố Hải Dương. Em là chợ xe cỏ Hải Dương, địa chỉ 1.45 Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng, thành phố Hải Dương. Vâng ạ, thì em đang có rất nhiều các mẫu xe khác nhau, vài chục chiếc để cho các bác lựa chọn đi trong cái mùa mưa rét như thế này nhá. Em Xuân Hùng đang bán xe tại thành phố Hải Dương ạ, và rất nhiều các cái mẫu xe mà từ vài chục triệu đổ lên thôi, 5 chỗ, 7 chỗ, 2 chỗ, đầy đủ hết tất cả nhé. Em sẽ cho các bác xem một lượt rồi em sẽ báo giá chi tiết từng chiếc một ạ. Đây là những mẫu xe nhà em đang có. Đấy, thì ở đâu đó vài chục chiếc, em xếp một dãy dài tầm 100 mét như thế này nhá. 2022 em Xuân Hùng đang bán xe tại thành phố Hải Dương. Đấy, các bác nhìn này, tất cả các mẫu xe là Vios này, Verla nhập khẩu này, hoặc ở đây cũng là Vios tiếp này. Được chưa? Ở đây có một chiếc Mazda thì nó sẽ khá đẹp. Gentra thì em có mấy chiếc luôn ạ. Nhớ, mấy chiếc Gentra này. Vâng, Morning và Matiz số tự động cũng có. Có nhá, đây, Morning đây. Hoặc cái con Corolla, hoặc đây là chiếc Morning này, hai chiếc Morning đẹp này. Đấy, Morning đẹp cho các bác luôn nhá. Vâng ạ, và đây là chiếc xe số tự động này. Và những cái dòng xe tập lái tầm 4-50 triệu thì em đang có mấy chiếc ở cuối cùng đây này, các bác này. Đấy, đây là những mẫu xe mà có thể là các bác mua về tập lái thoải mái luôn. Đấy, vài chục triệu thôi thì chúng ta đã có một chiếc xe để tập lái, để đi lại rồi. Các bác có thể nhìn qua một lượt ở bên em đây. Đấy, em xếp ra đây mà mấy chục chiếc luôn. Có nhá, mấy chục chiếc xe để xếp ở đây để cho các bác lựa chọn. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu tất cả một loạt luôn để cho các bác lựa chọn cho nó rõ ràng. Chiếc xe đầu tiên đây em sẽ giới thiệu là một chiếc xe 2006, là một chiếc xe Matiz nhé. Matiz 2006 với phiên bản số sàn xe biển Hải Phòng. Xe sạch sẽ gọn gàng, xe được trang bị la răng đúc cũng như là nội thất ngoại thất đẹp. Đấy, và chiếc này thì đâu đó em chỉ bán tầm 50 triệu thôi. Các bác ạ. Chỉ tầm 50 triệu thôi, nội ngoại thất sạch sẽ gọn gàng rồi. Đây nhá. Đấy, nội thất sạch sẽ gọn gàng rồi. Các bác mà đang có nhu cầu mua xe có thể em ship tận nhà luôn. Nhá, em ship tận nhà luôn cho các bác tiện lợi, không phải đi đâu cả, chỉ cần cọc cho em ít nhất là 5 triệu đồng thôi em ship tận nhà. Bây giờ tiếp tục này. Cũng là một cái dòng xe Matiz, nhưng chiếc này là đời 2007 biển Bắc Giang. Thì chiếc này là em đang bán cho các bác với giá là 55 triệu đồng thôi ạ. 55 triệu đồng cho một chiếc xe này nhé. Tất cả các mẫu xe này đều sạch sẽ sẵn đi hết rồi. Nội ngoại thất đẹp sơn si, nội ngoại thất ok. Đây ạ, nội thất đây. Các bác có thể xem là nội thất nó sạch sẽ đẹp đẽ như thế này thì các bác yên tâm nhé, cứ thế mà đi lại thôi. Tiếp theo nữa, bên đây em có một chiếc xe 2007 là một chiếc Matiz biển Hải Dương. Đấy, Matiz màu xanh biển Hải Dương thì mẫu này là khá là sạch đẹp. Đây ạ nhá, là răng sắt lốp đẹp cả dàn, đăng kiểm còn dài. Mẫu này thì em đang chào bán cho các bác với giá là 58 triệu đồng. Đấy, mắt đèn sáng này, sạch sẽ hơn tất cả luôn. Thì đây là những mẫu xe giá rẻ tập lái. Nhà bác nào đang có nhu cầu mua dòng xe này về tập lái, những như là bác nào đang vừa mới học bằng lái xe xong thì có thể mua chiếc này về đi cực kỳ ok luôn. Chiếc này thì chủ nhà đã độ lên một cái nút để lỗ phím bấm ở đây. Đấy nhá. Ok chưa ạ? 58 triệu đồng cho một chiếc này thôi. Bên đây em có một chiếc xe màu đỏ đấy ạ. Màu đỏ 2005, đó là chiếc Matiz nhập 2005, đăng ký đầu 2009. Với phiên bản số tự động máy 0.8 thì mẫu này em đang bán cho các bác với giá là 95 triệu đồng. Đấy, chưa đến 100 triệu đồng đã có một chiếc xe số tự động rồi. Nhớ bác nào mà học B1 xong nhá. Bác nào học B1 xong thì mua chiếc xe này đi này. Xe được trang bị la răng đúc lốp đẹp cả dàn. Đây ạ. La răng đúc lốp đẹp cả dàn và máy móc con này thì cực kỳ ngon lành luôn. Đây nhá, em sẽ quay lướt cho xe vài phút. Đây là số tự động này. Các nhá, 2005 nhập khẩu lần đầu tiên Việt Nam là 2009 với phiên bản số tự động máy 0.8 và em đang bán với giá là 95 triệu đồng thôi. Bây giờ thì em đang có một mẫu xe Morning số sàn. Đấy, đời 2011 màu trắng, một mẫu xe mà có thể là gia đình nhà bác nào cũng có thể mua được. Giá em bán chiếc này là 118 triệu đồng. Kéo nhá, 118 triệu đồng cho chiếc này. Giá chuẩn luôn nhá, 118 triệu đồng các bác mà có nhu cầu mua đấy. Bên đây thì em đang có một chiếc xe 2011. Đấy, cũng là một chiếc xe Morning số sàn màu đỏ và xe biển Hà Nội, khá sạch đẹp cho các bác nhá. Chiếc này thì em đang bán với giá là 138 triệu đồng. Đấy, các bác 138 triệu đồng. Còn bên đây là một chiếc xe Corolla TS71 nhá, TS171. Đời 1991, đây là xe công vụ của em thì em vẫn cứ chào ra đây. Đấy, em sẽ bán chiếc này với giá 75 triệu đồng cho một chiếc xe cổ. À, tuy rằng xe cổ thôi nhưng các bác nhìn này, nó đẹp và sạch sẽ luôn.
chất lượng cho các bác thì hoàn hảo rồi nhá. 1991 xe đẹp VIP luôn. Thì em đang bán với giá 75 triệu đồng. Bác nào yêu thì chiếc này em vẫn bán bình thường. Ở chiếc Gencha 2010 này nhé, thì em đang bán cho bác với giá là 145 triệu đồng cho chiếc này. Đấy, chiếc này thì quá đẹp và em đang đi làm cái biển lại được chỗ, ok nhé. Bên đây là một chiếc xe 2010 tiếp theo, thì em chiếc này đã giá rẻ hơn này. Biển Hà Nội giá rẻ hơn, bán 138 triệu rồi ạ. 138 triệu chiếc này thì cũng được trang bị là la răng sắt, nhưng màn hình cam lùi Android đầy đủ rồi. Đây các bác nhìn này, màn hình cam lùi Android đầy đủ nhá. Nội ngoại thất sạch sẽ đẹp đẽ, về sẵn đi thôi. Đây các bác này. Đấy, màn hình cam lùi đẹp như thế này, lát như thế này. Nhá. Về sẵn đi thôi, một chiếc xe mà đời 2010 em bán với giá 138 triệu đồng cho chiếc này. Với cái mẫu xe hai đầu mà chưa đến 100 triệu thì em đang có một chiếc Mazda 323 đời 2002 đăng ký đầu 2003 với phiên bản số sàn xe nhập khẩu, xe Nhật Bản nhá. Xe là xe Nhật Bản và em đang bán chiếc này với giá chỉ có 95 triệu đồng thôi. 95 triệu đồng thôi. Nội ngoại thất con này thì cực kỳ ngon lành các bác ơi. Đấy, nội ngoại thất cực kỳ ngon lành, xe sạch sẽ. Xe này chạy thì gầm vệ chắc chắn và máy móc cực kỳ ngon. Đấy các bác nhá. Bên đây tiếp tục là một chiếc Vios 2006 với phiên bản số sàn xe tư nhân biển Hà Nội, biển 4 số, màu đen, thì chiếc này em đang bán cho các bác với giá 135 triệu đồng. Các bác ạ, 135 triệu đồng cho mẫu này nhá. Em sẽ cho các bác xem nội thất một chút này. Đây là chiếc Vios mà nó gọi là lồi đồng cối đá phá không hỏng nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này thì có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng để mua được những chiếc xe đẹp như thế này ạ. Vâng ạ, tiếp theo. Tiếp theo thì em đang có một chiếc xe, đó là chiếc xe Hyundai Vola. Hyundai Vola là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc và các bác nhé. Máy 1.4 là dòng này, máy như máy Accent ấy. Thì các bác có thể biết là cái dòng Accent là dòng xe mà rất là bền bỉ và lành lặn luôn. Xe được trang bị la răng đúc rồi ạ, lốp lắp mới, cả dàn đăng kiểm mới các bác nhá. Đăng kiểm mới. Và chiếc này thì rất là đẹp luôn, nội thất các bác thấy xem này. Nội thất thì cực kỳ ngon lành luôn và được trang bị là màn hình cam lùi đầy đủ rồi các bác nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Nội thất sạch sẽ gọn gàng như thế này. Và chiếc này thì em đang bán cho các bác với giá 155 triệu đồng. 155 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai nhập khẩu nguyên chiếc như thế này nhá. Bên đây em có một chiếc xe 2005 đăng ký đầu 2006 với phiên bản số sàn, một chiếc xe Vios nhé. Vios này thì là một dòng xe lùi đồng cối đá được trang bị là la răng lúc lốp lắp đẹp. Đấy, trên này cũng có màn hình cam lùi đủ hết cho các bác rồi. Màn hình cam lùi đủ rồi các bác nhá. Đây cho bác xem này. Màn hình cam lùi đủ rồi ạ. Đấy, chiếc này thì em đang bán cho các bác với giá là 135 triệu đồng. Các bác ạ, 135 triệu đồng cho mẫu xe này thôi. Đấy, những mẫu xe tập lái giá rẻ hai đầu. Các bác có thể mua chiếc này về đi lại thì cực kỳ ok, ngon lành luôn nhá. Được chưa? Vâng, bên đây là một chiếc xe 2004, là một chiếc Mazda 6 2004 nhá, với phiên bản chiếc này là số sàn máy 2.0. Vâng ạ, số sàn máy 2.0. Thì đây là một chiếc xe quá đẹp luôn các bác nhá. Quá đẹp, quá ngon lành luôn. Đây là dòng xe Mazda 6 máy 2.0 và xe được trang bị la răng đúc, được trang bị một dải đèn LED quá đẹp luôn. Và chiếc này gầm vệ và máy móc này thì quá ok rồi. Thế mẫu xe này thì em đang bán cho bác với giá 158 triệu đồng. 158 triệu đồng để cho các bác mua được chiếc xe VIP, dòng xe nhập của Nhật này nhá. Dòng xe của Nhật Bản đấy ạ. Vẫn còn rất là ok luôn và sạch sẽ. Xe thì không bị đâm đụng va chạm gì, keo chỉ nguyên zin, máy số chất và gầm bệ thì con này thì cực kỳ ngon này. Vâng, bên đây thì lại em lại có một mẫu xe Lasetti. Chiếc Lasetti này là một chiếc xe thuần Việt và xe đây là xe được trang bị là số sàn máy 01.6. Số sàn máy 1.6. Chiếc xe này em đang bán cho các bác với giá là 155 triệu đồng các bác nhé. 155 triệu đồng, một chiếc xe được trang bị la răng đúc cũng như là lốp đẹp đẹp cả dàn. Mắt đèn sáng quắc đây. Và xe tư nhân không chạy dịch vụ taxi một bất cứ một ngày nào luôn. Nội thất còn cực kỳ đẹp, máy gầm chất. Và con này thì các bác yên tâm rồi, không phải làm gì cả, về sẵn đi thôi nhá. Màn hình cam lùi đủ cả các bác nhá. Thì mẫu này em đang bán là 155 triệu đồng cho các bác thôi. 155 triệu đồng cho các bác những chiếc xe này. Vâng ạ, bên em thì còn rất nhiều các mẫu xe khác. Như đây là mấy mẫu xe số sàn và 7 chỗ đây. Số sàn 7 chỗ thì em đang có một chiếc xe 2011 với phiên bản số sàn máy 2.0 nhớ, số sàn máy 2.0 bản G. Đấy, chiếc này thì em đang bán cho bác với giá là 265 triệu đồng cho một chiếc xe 2010 này nhé. Đấy, được chưa? Bên đây em có một chiếc xe 2011 này, 2011 với phiên bản số sàn và chiếc này thì đời 2011 mà giá quá rẻ luôn. Em đang bán chiếc này chỉ có 245 triệu đồng thôi các bác.
sơn xi loại ngoại thất đẹp nhá. La răng đúc và điều hòa ba dàn đầy đủ. Đây các bác chị này, la răng đúc điều hòa ba dàn đầy đủ cho các bác luôn. Một chiếc xe mà được gọi là thần thánh nhá, Innova thần thánh nhá. Đây nhá, vô lăng 4 chấu này, rồi thì màn hình cam nùi đủ, túi khí đầy đủ luôn, cũng như là điều hòa ba dàn mát lạnh. Các bác mà có nhu cầu mua chiếc này có thể alo cho em Xuân Hùng nhé, để được sở hữu những chiếc xe đẹp nhất cho các bác luôn. Bên em còn một chiếc xe 2007, đó là một chiếc xe máy dầu. Các bác nhé, đây là một chiếc xe máy dầu với phiên bản số sàn máy dầu, là một chiếc Everest. Ford Everest là một dòng xe mà phải nói đỉnh cấp cao luôn. Đấy các bác nhé, chiếc này thì vừa rồi em cũng đã đi công vụ ở gần 500 km rồi. Đấy, đi đường dài thì càng đi càng thích các bác nhé. Riêng chiếc này đi đường dài thì càng đi càng thích luôn. Vâng ạ, thì chiếc này em đang bán cho bác với giá là 265 triệu đồng. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc nào thì có thể alo cho em Xuân Hùng nhé. Đây là nhà em đang có rất nhiều các mẫu xe thế này ấy, và với chục chiếc luôn, em xếp khoảng 100 mét em mới hết nhé. Các bác ạ, bác nào đang có nhu cầu có thể alo cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0896108883. Ở chợ xe cỏ Hải Dương nhé các bác nhé. Đấy, Xuân Hùng ô tô, chợ xe cỏ Hải Dương, địa chỉ 1.45 Võ Nguyên Giáp, Lê Đồng, thành phố Hải Dương nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những các chương trình lần sau ạ.